đây có ai chịu chiêu cần không? Cực là lọt rồi, cực là không hài lòng rồi, phải không? Không chịu khổ được. Nói câu chuyện này là nói hết cái tất cả quý vị đó. Là một ta không có nghĩa là cái gì mà to lớn lớn đâu. Phải làm ngay cho cuộc sống mình chút. Hãy chiên cần chút. Hãy hoàn tất cái đời sống mình tốt được đi. Bằng tất cả công sức của mình. Ở trên đời này không phải dễ được ăn đâu. Mà nếu có dễ ăn thì không có ăn lâu được. Người nào muốn ăn lâu cũng có đời sống tốt sau này thì phải bắt đầu từ cái khổ, từ những câu chuyện dụng dạc. Đừng có chê chuyện gì dụng dạc, đừng có chê chuyện gì mà thấp hèn, miễn là điều đó không tạo nghiệp cho mình, không là bất hợp, không là dối trá, không là tội lỗi, thì cứ làm. Trên đời không có nghề nào hèn, chỉ có mình hèn là khó. Cho nên cái gì làm được cứ làm. Đừng chờ thì phải hợp với cái nghề tôi, phải học với cái ngành tôi, phải học với sở thích tôi. Mà cái gì làm được cho sự sống của mình chứ mà. Nếu mà anh làm công thành đó mà anh không có chịu khó thì anh làm cho dạ, làm sao nó lẽ chắn mảnh cho mày á, hợp tác mà làm. Trong câu chuyện này anh làm công thành đó là đối với nó là Bồ Tát, nhưng mà anh giỏi lắm lẽ là Bồ Tát trên anh thành đó. Nếu mà anh thành đó mà không có cố gắng làm ăn, không có làm đủ làm ăn, không có chịu cực mà không có thành thật, thì ông lại làm gì có chuyện mà hợp pháp hay là chỉ vẽ cho phương pháp là nó. Do đó mình muốn thành công, muốn được người khác giúp thì phải mình phải tự giúp mình trước. Người ta nhìn mình đó, người ta nhìn mình không phải là người có chi cần, có tâm thành thật, chứ mình không chuyên cần làm đâu, không là bỏ đó làm đâu được, không có bền đó thì ai mà dám hướng dẫn, ai mà dám giúp đỡ. Còn mình không thành thật nữa, làm việc việc đó thì người ta sợ. Mà cái người mà người ta đã thành công được rồi thì người ta đã hiểu được ai sẽ là người thành công. Cho nên không có mặt được người ta đâu. Vì vậy mà thầy đọc cái câu chuyện đó thầy rất là hay, mà thầy không hiểu, không biết là thanh niên thiếu nữ bây giờ có thấy đó là một bài học để cho mình học không, có chịu cố gắng như vậy không, hay là ngồi chờ xuống ruộng, hay chờ hưởng thụ người khác cho mình. Nhắc lại, người nào tuổi trẻ mà chuyên cần chịu khó, người đó sẽ thành công, mà người đó sẽ thành công đó mà. Còn người nào chủ nghĩa cơ hội giúp giật để thành công, hoặc là cố mà cố tình để hưởng thụ, thì người đó không bao giờ thành công. Đó là quy tắc của cuộc đời, ngoại trừ mình có phước báo. Mà thầy bảo đảm không có người nào cũng thấy gian không quá hết. Vì cô biết hệ hỏa tăng, ai sẽ là đời không có. Đó là nguyên tắc tự. Thành ra chúng ta hướng thì mất, hướng thì hết, mà làm thì còn, mà cố gắng thì thành công. Vì vậy tất cả chúng ta ai cũng làm được tác được không? Anh Ba Lẻ bây giờ anh làm tiền
vuốt cái bánh mì trên tay mà. Nếu mà ngày đó anh Ba Lẹ ông Thành đó mà ông không làm bánh mì thì ngày đó ở Hawaii không có bánh mì được. Cứ bay không có bánh mì ăn thì bị đói hết rồi. Cho nên mình đâu có cần phải làm cái chuyện cho đâu. Mình chỉ cần làm chuyện cho mình mà mọi người hưởng. Cho nên là đầu có chuyện là thầy nói là người đó biết sống tốt mà đem cái lợi cách sống tốt mình để cho mọi người mà có cho không cho đi tìm. Cho nên mình có đi làm đó là mình đã làm một ác nghiệp. Còn không đi làm hưởng không thì nó là một ác nghiệp, phải không? Cắt cái tóc cho người ta lấy tiền chứ đâu cắt không đâu, cắt không rồi cạo đầu luôn anh. Mà cắt cái tóc của người ta thì mình lấy tiền nhưng mà ta gì ta vui được. Mình ta vui ta làm đẹp để làm gì? Ta làm đẹp để cho người ta vui. Là mình cho người ta niềm vui hả? Cái gì con thấy người ta có niềm vui không? Niềm vui bằng cách nào? Bữa nào mình cắt cho ta người ta cái tóc đẹp, mình làm cho người ta cái neo tốt, người ta cho tiền tiết nhiều hết nhiều. Mình có xin tao không? Không có xin. Nhưng mà người ta tự nhiên người ta cho, mà cho với cái vui vẻ đó thì rõ ràng đó là mình đã làm cái gì tốt rồi, mà đâu cần phải làm gì tốt hơn, mà đâu cần phải ở đâu là làm vô tận. Cho nên thầy nói ai cũng phải làm vô tận được, mà tất cả cái công thức của mình bằng cách thật tâm của chính mình, bằng cách tạo niềm vui và sự hài lòng cho người khác thì điều có thể thực hiện thành Bồ Tát được. Chứ không ai Bồ Tát là chỉ là những chuyện gọi là đại sự, gọi là cho người khác. Không phải trong đạo Phật không có chuyện mà cho không, mà trong đạo Phật trong lúc cho đã có được. Mà cái hưởng người ta vui thì mình đã biết, mình làm lợi cho người khác thì mình đã có lợi. Chứ làm gì có chuyện cho không, mà đời này không lợi không hưởng thì đời sao cũng có mất đó. Cho nên có gì mà hưởng, có gì mà không làm. Cho nên cái vị Bồ Tát của người ta, ta không có cái giới hạn của mình này, mà ta không có cái nhìn tiêu cực, mà ta luôn luôn có nhìn tích cực, làm tất cả mọi việc để rồi không có cái gì gọi là cố tâm của chúng ta. Như vậy thì Bồ Tát là hữu tình giác, mà nãy giờ chỉ thấy có giác cái gì không? À, thì nãy giờ biết rồi đó, thầy nói mình phải làm tốt, mình giúp đỡ một chuyện khác, mà là cho người ta vui được vui. Vậy là đâu có chuyện gì là khác hơn đâu. Cái gì có nhận thức đó không? Đó. Cái gì có gì phải làm Bồ Tát không? Phải. Nhưng thật vậy chưa? Chưa. Cái đó chưa đó. Tại chúng ta chỗ là chúng ta học. Tại sao Bồ Tát nhất là giác hãy gì? Hãy nghe cái anh Lâm Công Thành. Không lấy tên nữa. Khi mà nhà báo hỏi anh chứ khi anh thành công như vậy thì anh có cảm thấy hài lòng và hạnh diện thì anh nói là tấm huy chương nào cũng có cái bề mặt của bề trái của nó, nghĩa là ngoài mặt ra đi để tên để họ ha, tấm mộc đồ nhưng mà tấm bề trái của nó là tấm bề trái. Cho nên mà nếu mà chúng ta làm cái gì tốt mà chúng ta hãnh diện, chúng ta tự hào, tự mãn với cái gì làm tốt chúng ta không có bộ ta. Chúng ta phải thấy những cái sơ xuất của chúng ta. Đó chính là hữu tình giác. Thấy bề mặt, bề trái của cuộc đời. Trong thành công nó đều có thành công. Trong tốt đẹp nó đều có cái sự sai sót. Anh ta kể là rồi mấy đứa con anh á, bận làm một ngày 18 tiếng hồ không có đủ thời giờ chăm sóc con nó đầu gì anh không